Hướng dẫn đề thi vào 6 Hà Nội Amsterdam năm 2020. Câu số 1 tự luận. Một cửa hàng nhập về một số vải. Nếu bán 5/8 số vải đó với giá 40.000 thì lãi 200.000. Nếu bán số vải còn lại với giá 38.000 thì lãi 90.000. Tính chiều dài của tấm vải. Tấm vải ban đầu gồm 8 phần, trong đó 5 phần đầu được lãi 200.000, tức là 1/8 của số vải. Được lãi 200 chia cho 5 bằng 40.000. 3 phần sau được lãi 90.000, cho nên là mỗi 1 phần, tức là 1/8, được lãi 90.000 chia cho 3 bằng 30.000. Cùng là 1/8 tấm vải, nếu bán 40.000 một mét thì lãi 40.000. Nếu bán 38.000 một mét thì lãi 30.000. Tức là khi giá bán mỗi mét giảm đi 2.000 thì tiền lãi bị giảm đi 10.000. Vậy thì 1/8 số vải sẽ là 10 chia 2 bằng 5 mét. Vậy thì bạn hãy tính xem tổng số mét vải là bao nhiêu mét. Hãy comment đáp số của bạn ở phía dưới. Đừng quên subscribe kênh Toán Thầy Kiên để nhận được những bài toán hay tiếp theo.